Do áp lực trong công việc cuộc sống, các vấn đề về sức khỏe tâm thần ngày càng gia tăng. Đáng ngại hơn, trong số những người đến khám và điều trị tại các đơn vị y tế, chỉ có 30% biết mình mắc bệnh. Các vấn đề về sức khỏe tâm thần nếu không được chăm sóc điều trị kịp thời dễ dẫn đến những hệ lụy khó lường. Bệnh nhân này được chẩn đoán bị trầm cảm, đang điều trị tại khoa tâm thần, Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Theo người nhà, khoảng 4 tháng nay, bệnh nhân có biểu hiện ăn kém, mất ngủ, buồn chán, sống thu mình, không muốn giao tiếp. Nghiêm trọng hơn, khi bệnh nhân tự cầm dao cắt vào cổ tay để tự vẫn, người nhà mới phát hiện và đưa vào viện. Stress thời gian rất là dài, bị mất ngủ khoảng 2 năm trở lại đây ạ. Hôm nào mà ngủ được một giấc, gọi là ngủ được một đêm trọn vẹn thì hôm sau tinh thần em rất là thoải mái bình thường. Còn nếu mà không ngủ được thì em dẫn đến em hay có những cái suy nghĩ rất là tiêu cực. Thì có nhiều khi là không kiểm soát được hành động của mình. Còn bệnh nhân này nhập viện trong tình trạng lo lắng, bồn chồn, bất an. Khi vào viện được điều trị giải lo âu, tăng tuần hoàn não kết hợp liệu pháp tâm lý. Ở nhà là bị được, lúc đầu là mới bắt đầu bị là được 2 tháng bây giờ. 2 tháng là, mấy tháng đầu thì nó bị nhẹ thôi. Mà thường là muốn bị hơi nặng một tí là mới mang xuống bệnh viện này là chứa. Số lượng bệnh nhân mà nhập viện trong thời gian gần đây thì ngày càng có cái dấu hiệu gia tăng. Đặc biệt là cái độ tuổi thì là thường là các độ tuổi nó được trẻ hóa. Do bệnh nhân có cái stress về các stress về áp lực công việc này, stress về áp lực cuộc sống. Nhưng mà bệnh nhân không cân bằng được giữa các stress đấy thì dẫn tới là bệnh nhân mất ngủ, lo âu nhiều, suy nghĩ nhiều, thế dẫn tới nhiều cái tình trạng là bị bệnh như vậy. 6 tháng đầu năm, khoa tâm thần, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp nhận 439 bệnh nhân liên quan đến các bệnh rối loạn tâm thần. Các biểu hiện của bệnh lý rất đa dạng, trong đó có mất ngủ, suy nhược thần kinh, bi quan, chán nản. Đáng chú ý là hầu hết khi đến viện, bệnh chuyển nặng, khiến cho việc điều trị khó khăn hơn nhiều. Chúng tôi cũng khuyến cáo là các bệnh nhân mà khi mà có những cái biểu hiện như là mình cảm thấy là mất ngủ, đấy, lo lắng quá về công việc hoặc là cuộc sống của mình có thể đến gặp các tư vấn tâm lý hoặc là bác sĩ. Xây dựng cho mình một lối sống lành mạnh, chế độ làm việc, học tập, ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý, thường xuyên tập thể thao, nhất là biết gạt bỏ những căng thẳng lo âu, cân bằng trong cuộc sống là những yếu tố quan trọng để phòng tránh các vấn đề liên quan đến sức khỏe tâm thần.